Rồi quay con cô bên cô các bạn, con cô con 45 các bạn đang múc đất lẻ dài vô hả? Sợ ra ngoài á. Đắt cái bỏ các bạn, tại sợ ra ngoài lộ mà mất công gì hết. Chủ nhà anh sợ các bạn ra lộ mất công phiền các bạn, nên chỉ bỏ đi gọn ra trong.
cái gì? Sao không bỏ gọn gì dễ để ra lộ có công chứ? Tiền ông về nhà nó nhiều lên thì